Kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Với mong muốn là một kênh truyền thông sẽ cập nhật cho toàn thể quý vị khán giả khắp nơi những tin tức thời sự nóng nhất và chính xác nhất. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết ngày hôm nay. Trẻ mắc COVID-19 tăng gấp 3 lần. Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn khẩn sẵn sàng thu dung điều trị. Hỏa tốc chấn chỉnh tình trạng sinh viên là F0 bị đuổi khỏi phòng trọ. Bộ sậu CDC Thừa Thiên Huế bị bắt có liên quan vụ Việt Á không? Hai bộ đề xuất bổ sung hơn 27.800 biên chế giáo viên. Hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tế. Vừa rồi là phần điểm tin chính, ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trẻ mắc COVID-19 tăng gấp 3 lần. Thành phố Hồ Chí Minh ra công văn khẩn sẵn sàng thu dung điều trị. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có văn bản khẩn gửi đến các đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường chăm sóc, thu dung điều trị trẻ mắc COVID-19. Theo đại diện Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận số trẻ em mắc COVID-19 có xu hướng tăng. Theo dữ liệu giám sát từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 22 tháng 2, số trẻ nhiễm COVID-19 tăng gấp 3 lần so với khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 2 đến 13 tháng 2. Lý giải về số ca mắc ở trẻ tăng, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tình trạng này là do thành phố vừa trải qua kỳ nghỉ Tết dài, mật độ giao lưu trong xã hội tăng nên tăng khả năng lây nhiễm bệnh. Mặt khác, sau Tết, học sinh các cấp tại thành phố đã tham gia học trực tiếp tại trường. Bên cạnh đó, qua khảo sát và nghiên cứu, trong số ca dương tính được xét nghiệm thì số ca nhiễm biến chủng Omicron chiếm ưu thế. Đây là chủng có mức độ lây lan nhanh. Lãnh đạo Sở Y tế cũng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến số trẻ mắc COVID-19 tăng do trẻ đi học trực tiếp trở lại làm tăng nguy cơ tiếp xúc. Biến chủng Omicron là tác nhân gây bệnh chiếm đa số đối với những người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, nhất là trẻ em dưới 12 tuổi, chưa được tiêm chủng, Sở Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai các hoạt động thu dung, điều trị trẻ em mắc COVID-19. Cụ thể, tại mỗi đơn vị, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường sàng lọc khi tiếp nhận trẻ đến khám chữa bệnh vì triệu chứng sốt, kèm hoặc không kèm các triệu chứng hô hấp khác. Cần thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 sớm, xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR để phát hiện, cách ly điều trị kịp thời. Khuyến khích thành lập khoa COVID-19 tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc đơn vị chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại khu vực cách ly dành cho người mắc COVID-19 của bệnh viện. Lưu ý, trẻ dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phải được xem là nhóm nguy cơ, nhất là trẻ em có bệnh nền như béo phì, các bệnh lý bẩm sinh. Trong giai đoạn hiện nay, khi phát hiện trẻ có xét nghiệm tầm soát dương tính và có chỉ định nhập viện điều trị, các đơn vị liên hệ ngay Bệnh viện Nhi đồng thành phố, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 để chuyển viện kịp thời. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các bệnh viện khẩn trương rà soát giường bệnh, trang thiết bị phù hợp với quy mô bệnh viện để sẵn sàng tiếp nhận trẻ mắc COVID-19. Đồng thời cử nhân sự tham gia tập huấn hướng dẫn chẩn đoán trẻ bị COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng giao cho 3 bệnh viện nhi đồng thành phố đảm bảo mỗi bệnh viện có khoa COVID-19 150 giường, trong đó có 50 giường hồi sức tích cực và sẵn sàng mở rộng quy mô khoa COVID-19. Không để F0 lang thang. Thưa quý vị, tại phiên họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội mới đây, Bí thư Đảng ủy khối các trường cao đẳng, Đại học Nguyễn Thanh Sơn cho biết đã làm việc với lãnh đạo các trường, đồng thời yêu cầu không được cấm sinh viên quay lại trường, phải chăm sóc sinh viên F0 nếu chủ nhà trọ không tiếp nhận, không được bỏ sót trường hợp nào. Dĩ nhiên chỉ đạo trên không sai, bởi không thể để các sinh viên là F0 lang thang không ai chăm sóc được. Song, chính từ chỉ đạo trên của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cũng cho thấy sự lúng túng trước thực tế F0 tăng cao trên địa bàn. Giờ hãy chờ xem các trường đại học, cao đẳng sẽ làm cách nào để có thể đảm nhận nhiệm vụ được giao. Thông thường, mỗi trường đại học, cao đẳng chỉ có một vài nhân viên y tế. Vậy họ sẽ xoay sở ra sao nếu trong trường có số F0 là vài chục, thậm chí vài trăm? Tất nhiên, mọi sự sẽ chẳng khó khăn gì nếu chỉ đơn giản là cho sinh viên nằm nhờ ký túc xá. Thẳng thắn mà nói, các trường đại học, cao đẳng sẽ chỉ lo liệu được nếu như số sinh viên là F0 ít. Trường hợp số đó quá đông thì họ cũng đành bó tay bất lực, không lấy đâu ra nhân lực, vật lực để quán xuyến. Còn nếu chỉ cho F0 ở nhờ ký túc xá rồi không cần quan tâm thì sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng của sinh viên trong trường hợp trở nặng. Thôi thì cứ tạm cho là các trường đại học, cao đẳng có thể xoay sở để đảm bảo lo được cho các sinh viên là F0.
Song dư luận xã hội đặt ra câu hỏi, vì sao lại có chuyện chủ nhà trọ từ chối cho sinh viên là F0 ở trọ, trong khi chính quyền không thể làm gì? Câu hỏi này e rằng cần được trả lời từ lãnh đạo từ thành phố tới các quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Vẫn biết nhà trọ là tài sản cá nhân của các ông chủ được pháp luật bảo hộ. Song, đó chỉ là trong điều kiện thời bình. Còn hiện, chúng ta đang phải chiến đấu với giặc dịch thì lại khác. Chẳng phải khi xảy ra chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, các cơ quan chức năng vẫn được phép trưng dụng tài sản cá nhân khi cần thiết sao? Trong trường hợp này, chính quyền các cấp cũng không nhất thiết phải trưng dụng nhà trọ của các ông chủ. Chỉ cần yêu cầu họ phải tiếp tục cho sinh viên thuê dù có là F0, F1. Đối với dịch COVID-19 thì ai mà chẳng sợ, nhưng không thể vì nỗi sợ của cá nhân một vài chủ nhà trọ mà gây rối loạn công tác phòng chống dịch của cả thành phố nhiều triệu dân. Ai cũng biết, việc đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội yêu cầu các trường phải chăm sóc F0 khi chủ nhà trọ từ chối tiếp nhận là xuất phát từ ý tốt, muốn đảm bảo quyền lợi, sức khỏe và tính mạng cho sinh viên. Song cùng đó cũng cần có sự phối hợp của chủ nhà trọ trên địa bàn. Mà muốn có được điều đó thì cần sự phối hợp vào cuộc của chính quyền cơ sở. Dân tộc ta có truyền thống vô cùng tốt đẹp là thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Trong lúc này, tinh thần ấy, đạo lý ấy càng phải được khơi dậy, phát huy hơn nữa. Cụ thể là để sinh viên không may dương tính với SARS-CoV-2 bớt khó khăn và tình hình chống dịch, dập dịch COVID-19 sẽ có tiến triển tốt hơn. Bộ sậu CDC Thừa Thiên Huế bị bắt có liên quan vụ Việt Á không? Thưa quý vị, việc bắt giám đốc và kế toán trưởng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế có liên quan đến công ty Việt Á hay không? Cơ quan chức năng đã có câu trả lời ban đầu. Sau khi ông Hoàng Văn Đức, giám đốc CDC và ông Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế, bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt tạm giam 4 tháng, khởi tố, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng bộ sậu này bị bắt là do liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á về mua bán kit xét nghiệm COVID-19. Liên quan việc này, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, việc khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng trên là do liên quan đến mua sắm trang thiết bị, vật tư hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh khi có bộ sậu có dấu hiệu vi phạm quy định đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, chứ chưa liên quan đến vụ công ty Việt Á. Tuy nhiên, vụ án về vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch xảy ra tại CDC Thừa Thiên Huế hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng điều tra, làm rõ. Trước đó, theo cơ quan chức năng, Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn có liên quan đến vụ công ty Việt Á mua bán kit xét nghiệm COVID-19. Ông Hoàng Văn Đức, giám đốc CDC tháng 12 năm 2021 cũng khẳng định không có tiêu cực trong câu chuyện này. Một lãnh đạo Sở Y tế thời điểm đó cũng cho hay, Bộ Công an khám xét ở Thừa Thiên Huế là ở trụ sở chi nhánh công ty Việt Á tại đường Trần Phú, thành phố Huế. Không có chuyện khuất tất gì trong việc mua kit test COVID-19 của công ty Việt Á. Tuy nhiên, trái ngược với thông tin này, trước đó trao đổi với báo chí sáng ngày 19 tháng 2, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, việc bắt giám đốc và kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế là để làm rõ hành vi vi phạm trong việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Như báo chí thông tin, chiều ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức, giám đốc, và Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng CDC tỉnh Thừa Thiên Huế do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình mua sắm vật tư y tế, hóa chất, dụng cụ bảo hộ phòng chống dịch COVID-19 tại CDC tỉnh. Những vi phạm này xảy ra trong các năm 2020 và 2021. Khám xét tại nơi làm việc và nhà ở của hai đối tượng này, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và tiền mặt liên quan vụ án. Bước đầu xác định, hai đối tượng này đã vụ lợi, vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Trong ngày 20 tháng 2, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan dân chính đảng đang làm thủ tục xử lý về mặt đảng đối với ông Hoàng Văn Đức, Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế. Hai bộ đề xuất bổ sung hơn 27.800 biên chế giáo viên. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm 2021-2022. Sáng ngày hôm nay, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông. Tại phiên giải trình, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, tính đến nay, số lượng giáo viên mầm non, phổ thông, ngành giáo dục thừa 10.178 giáo viên và thiếu 94.714 giáo viên. Ngành giáo dục vẫn còn tình trạng thừa, thiếu cục bộ ở một số môn học, cấp học và một số địa phương.
nhưng trong cùng một địa phương thừa giáo viên các môn như ngữ văn, toán, thiếu giáo viên dạy các môn đặc thù như tin học, tiếng Anh, nghệ thuật. Ông Độ nói, nguyên nhân của tình trạng thừa thiếu giáo viên được ông Độ giải thích là do việc bố trí, điều động, phân công giáo viên chưa sát nhu cầu thực tế. Nhiều địa phương chưa có sự chỉ đạo thống nhất. Ngoài ra, còn có sự gia tăng quy mô dân số hàng năm theo tỷ lệ tăng tự nhiên. Hầu hết các địa phương không giao bổ sung biên chế giáo viên, trong khi vẫn phải thực hiện 10% tinh giản biên chế trong bối cảnh quy mô học sinh tăng. Qua giả soát, tổng hợp số liệu thừa, thiếu giáo viên, ông Độ cho biết, ngày 6 tháng 8 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã làm việc và thống nhất tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu cho ngành giáo dục. Thống nhất với Bộ Nội vụ báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021-2022. Các địa phương cần đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể. Ông Độ nói thêm, cũng tại phiên giải trình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, giai đoạn 2015-2021, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 236.366 người, tương ứng 11,67%. Trong đó, bộ, ngành trung ương giảm 40.221 người, tương ứng 25,19%. Địa phương giảm 196.145 người, tương ứng 10,51%. Số tinh giản trên đã bao gồm cả số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, nhu cầu biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, tính theo định mức quy định thì năm học 2021-2022, tại 63 địa phương, nhu cầu cần bổ sung là 65.980 giáo viên, trong đó cấp học mầm non 38.925 giáo viên, cấp học tiểu học 23.550 giáo viên, cấp trung học cơ sở 1.261 giáo viên và cấp trung học phổ thông 2.244 giáo viên. Khắc phục tình trạng trên, Bộ trưởng cũng cho biết, trước mắt sẽ trình bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông. Bên cạnh đó cũng xem xét bổ sung chính sách tiền lương, phụ cấp, nhất là phụ cấp ưu đãi với nhà giáo theo các cấp học. Đây là việc rất cần thiết, mong muốn sự đồng hành của Ủy ban trong việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng giáo viên phổ thông và mầm non trong thời gian tới, bà Trà nói. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, tính đến tháng 5 năm 2021, cả nước có 43.205 cơ sở giáo dục với tổng số trên 22 triệu học sinh mầm non, phổ thông. Bộ Giáo dục Đào tạo kiến nghị cho phép bổ sung số biên chế giáo viên còn thiếu cho ngành giáo dục theo lộ trình, trên 94.000 biên chế trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026. Nhiều người dân không khai báo khi kết quả test nhanh COVID-19 dương tính. Thưa quý vị, tại các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều trường hợp người dân không khai báo y tế khi tự test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, qua báo cáo từ các địa phương, hiện nay xuất hiện nhiều trường hợp không khai báo khi tự test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính. Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp người mắc COVID-19 được cách ly, điều trị tại nhà, chưa hiểu hết công dụng của các loại thuốc trong điều trị bệnh nhưng vẫn tự ý sử dụng, không theo hướng dẫn của bác sĩ. Điều này đã gây ra những hệ lụy cho sức khỏe bệnh nhân. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và người dân, nêu cao tinh thần chống dịch, không chủ quan lơ là, nâng cao ý thức tự giác khai báo y tế khi có dấu hiệu mắc bệnh. Người dân tự test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính cần phải khai báo với trạm y tế để được hướng dẫn và theo dõi sức khỏe, không tự ý điều trị và dùng các loại thuốc không đúng nguồn gốc, phương pháp. Ngoài ra, ông Bình cũng đề nghị các địa phương hạn chế việc tầm soát diện rộng, không làm đại trà như trước đây, không trực tiếp thu tiền từ người dân để tầm soát, khuyến khích người dân tự tầm soát và tự giác khai báo. Các cơ quan đơn vị tầm soát cho cán bộ, nhân viên đơn vị của mình thường xuyên. Đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc trường hợp F1, khi xét nghiệm có kết quả âm tính thì vẫn đến cơ quan làm việc và tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày tiếp theo, hạn chế tiếp xúc nếu không cần thiết. Tỉnh đang giảm dần các khu điều trị, cách ly tập trung, các trường hợp vào cách ly tập trung phải là các trường hợp có triệu chứng nặng và các yếu tố về sức khỏe. Vì vậy, các địa phương chủ động cho người dân cách ly tại nhà và cách ly tại địa phương. Ngành y tế sớm có hướng dẫn cụ thể theo căn cứ khoa học về hậu COVID-19 cho người dân được nắm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thêm. Ông Bình cũng đề nghị các địa phương và ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine, đảm bảo mục tiêu hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý 1 năm 2022. Rà soát chủ động phương án để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi khi có chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo kế hoạch.
quen biết hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tế. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng. Theo đó, số trường hợp trẻ em mắc COVID-19 cũng gia tăng tại nhiều địa phương. Vậy khi nào trẻ em mắc COVID-19 không phải thực hiện cách ly? Theo hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em ban hành kèm quyết định 405 của Bộ Y tế, quy định về dỡ bỏ cách ly xuất viện với trẻ em mắc COVID-19 cụ thể. Về tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Đối với trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà, theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa. Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính, thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine theo quy định và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định. Trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh. Với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại cơ sở thu dung, thời gian cách ly điều trị tại cơ sở thu dung ít nhất là 5 ngày. Các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều, hết sốt, không dùng thuốc hạ sốt trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên. Và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp CT lớn hơn bằng 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào, hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2, người bệnh được ra viện. Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao, CT nhỏ hơn 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào, hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với virus SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày, không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm. Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần trên ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời. Ngoài ra, với trẻ cách ly điều trị tại cơ sở thu dung mà có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cần lưu ý thời gian cách ly điều trị ít nhất là 5 ngày sau khi các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều và hết sốt, không dùng thuốc hạ sốt từ 3 ngày trở lên và có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp CT lớn hơn bằng 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào, hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2. Khi đủ điều kiện, người bệnh được ra viện và chuyển sang cơ sở khác hoặc khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền nếu cần của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú hoặc chuyển về nhà theo dõi, chăm sóc tại nhà theo quy định. Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp real-time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao, CT nhỏ hơn 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với virus SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày, không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm. Theo dõi sau khi ra viện. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi trẻ em mắc COVID-19 ra viện, cần thông báo cho y tế cơ sở và CDC địa phương biết và phối hợp. Cơ sở thu dung điều trị có văn bản thông báo danh sách những người đủ tiêu chuẩn ra viện, thông tin ít nhất gồm số điện thoại và email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người khỏi bệnh về lưu trú. Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày, đo thân nhiệt 2 lần trên ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở 2 lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời, tuân thủ thông điệp 5K.